Hello anh em, lại là LMC đây. Video ngày hôm nay tôi sẽ review ặc của tôi. Có gì nha anh em ơi? Anh em thấy cái tên không anh em? Thì tôi vừa mới chôn thằng Joy xong anh em ạ. Tôi để tên là Trà Mi Cute. Thằng Joy nó tưởng gái thật, nó khoái. Thế không? Tôi còn ghi cái từ sửa chưa người yêu nữa. Thì thằng kia nó quá trưởng này chứ. ID của tôi là 18476956955. Tôi chơi ặc này chắc cũng gần 3 năm rồi anh em ạ. Thì thẻ bưu cực thì full tất cả các mùa, thẻ bao da cũng vậy. Còn leo tử chiến thì tôi lên huyền thoại hết nha anh em ơi. Tử chiến với sinh tồn thì tôi lên huyền thoại hết luôn, bởi vì mấy cái này quá dễ đối với tôi anh em ạ. Like của tôi thì hơn 30.000, còn nhện của tôi mùa này được có 4 chấm thôi anh em ơi. Còn nhện tổng quát của tôi hình như là 10.000 trận, 35.000 kill, 4.44. Trời ơi đẹp như ta, tứ ở đâu 3 con 4 ngoài cũng ok đấy anh em. Bây giờ tôi sẽ vào tủ đồ nha anh em. Không biết tủ đồ tôi có gì không ta. Anh em nào có tò mò không? Tủ đồ của tôi thì cũng hơn 400 cái áo rồi, nhưng mà tôi chỉ mặc đúng một bộ đồ của LMC thôi anh em ạ. Anh em thấy gái giống tôi không? Đi săn đồ về quá trời luôn mà có mặc đồ anh em. Mặc đúng có bộ đồ LMC à anh em ơi. Anh em nào mà muốn mua ặc thì anh em hãy liên hệ ngay cho tôi. Tôi có nhận thu mua ặc. Thu ặc thì tôi cũng thu nhiều lắm, bởi vì bây giờ tôi ôm nhiều ặc quá anh em ạ. Còn anh em nào mà muốn mua ặc ấy, mua ặc uy tín thì liên hệ ngay cho tôi chuyên bán ặc cho anh em nha. Ặc từ 500.000 đổ lên thì auto đủ chơi đấy anh em. Còn anh em thấy cái hành động vào không? Tôi quá trời luôn anh em ạ. Mà tôi đang dùng cái hành động kia kìa. Còn mấy cái này thì mới ra làm sao mà có được hả anh em, đúng không? Còn vào phần siêu tầm thì dù của tôi 73 cái thì cũng ok rồi anh em. Cũng ok đấy. Còn ba lô thì được 103. Mà tôi chỉ thích đúng cái ba lô con thỏ thôi anh em. Mà mấy cái ba lô này nhìn cũng ok phết nhỉ. Nhưng mà tôi lại thích cái ba lô con thỏ hơn anh em ạ. Cái con thỏ màu hồng ấy, đâu rồi ta? Cái con thỏ màu hồng đâu ta? À đây rồi anh em, đây. Đấy, anh em nào giống tôi không? Hồi xưa đến bây giờ tôi toàn mang con thỏ màu hồng này. Rồi, quá uy tín luôn, anh em thấy không? Trời ơi là trời. Thôi quay lại cái phần sưu tầm cho anh em xem nha. Đấy, xe của tôi thì quá trời xe luôn. Mấy cái huy hiệu này thì cũng quá trời. Còn cái này á, trời ơi tôi full nhân vật rồi anh em à. Chắc là giờ mở được mấy ba để tôi xem bao nhiêu cái thẻ. Trời, 11 thẻ anh em ạ. Cái này là huyền thoại tử chiến, hôm bữa tôi làm thử thách này. Đấy, quá trời luôn. Mấy cái bảng vẽ này thì mấy cái đá này tôi còn 11 viên đá. Mấy cái này thì cũng không có làm gì hết anh em ạ. Cũng chả biết làm gì, cứ vứt đó thôi anh em. Còn bây giờ đi vào phần phương tiện thì xe quá trời xe luôn nè. Anh em nhìn uy tín không? Để tôi vào xem mấy vòng quay. Ui, cái xe đẹp như người ta. Thôi để mấy hôm nữa tôi đợi gai na cấp kim cương rồi tôi săn anh em. Chứ giờ tôi sao mà tôi nạp vào tôi săn được. Giờ hãy đợi gai na nạp vào cho tôi anh em ạ. Đồ, bộ đồ đẹp chứ ta. Mấy cây MB5 này cũng đẹp thế. Đồ, toàn mấy hành động tôi chưa có luôn anh em ạ. Hành động cá chép đưa ông táo về trời ạ. Đồ, trời ơi, con này là hôm bữa gai na cho tôi anh em ạ. Cái này hôm bữa được gai na cho free. Đủ 4 cây nâng cấp luôn, 4 cây tôi không có luôn. Còn cái này thì hôm bữa tôi săn rồi. Cái này thì còn vòng quay vàng thì tôi cũng có rồi. Bây giờ sâu gì nhỉ? À anh em đợi sâu hòm súng đúng không? Trời ơi ok luôn. Vào ngay hòm súng cho anh em xem luôn. Thì cây 1451 rừng xanh. Đó, rừng xanh nha anh em. Cái rừng xanh này hồi xưa tôi mở hộp một phát ra luôn. Cái AK này thì tôi kể cho anh em. Cái AK đó là lần đầu tiên tôi cậy kết nạp wifi nâng level 7 đấy anh em. Đấy, còn mấy cái cây SK này cũng vậy này. Đấy, súng nào tôi cũng có hết anh em ạ. Tôi chỉ là tôi là người chơi hệ đủ súng chứ tôi không cần nhiều anh em. Mua nhiều về không xài cũng tiếc. Còn cái AN94 này phi vụ triệu đô, quá là uy tín luôn. Mấy cây này thì tôi không bắn nhiều nên tôi không có săn anh em ạ. Toàn mấy cái skin nhất thôi. Hai cái này cái nào đẹp hơn ta? Hồi lấy cái hiệu ứng anh em. Tôi thấy cái hiệu ứng này đẹp đấy. Lấy hiệu ứng đi. Còn cái gì không ta? Ôi đi qua súng tầm xa cho anh em xem nha. Mấy cái SKS này đấy, mấy cái ui, cái hiệu ứng đẹp đi. Lấy cây hiệu ứng luôn anh em. Trời, mấy cây có hiệu ứng là chơi hết. SVD. SVD này đâu ra tôi có ta? Tôi quên mất tiêu rồi anh em ơi. Còn là chim gỗ kiến. Đồ, mấy cây này cây nào ngon ta? Thôi, tôi thấy cái tốc bắn vẫn là ngon nhất anh em ạ. Thôi lấy cây tốc bắn. Còn cái AC này hôm bữa tôi vừa săn xong anh em ạ. Cái AC này bắn hai xuyên giáp quá là ngon luôn. Còn về phần M60 thì thôi, chắc tôi lấy cái M60 một sắp thương hai tầm xa quá. Còn về phần UMP tử thần, nghệ sĩ tử thần cây này có vẻ là cây ngon sau cái kiểu UMP level 7 đấy anh em. Còn thanh lịch này hồi đó tôi cũng săn. Còn MB thì tôi cũng chỉ có level 6 thôi anh em ơi. Còn MB90 thì hôm bữa tôi săn cây năm đá, làm gì có tiền săn bảy đá anh em.
còn đi qua phần thông sân thì cũng chả có gì. Uầy, một sát thương một chính xác luôn hả? Làm luôn 43 ngày một tháng mà. M10 thì cũng chả có gì. Ôi, thôi đi qua phần shotgun luôn nha. Lông tộc level 6. À, để tôi kể cho anh em nghe sự tích lần đầu tiên tôi bắn one shot, tôi cầm cây dịch bệnh này, tôi bắn one shot hơi bị cháy luôn đấy. Còn về tôi có con chó này anh em. Anh em nhớ con chó không? Tôi tưởng nó bắn one shot ngon lắm, ai dè về bắn như cái nịt ra rồi tôi bứt xó luôn anh em à. Còn về phần M873, trời ơi, cái cây M873 này lần đầu. Đâu, cây M1 tấn tốc 7 này, hồi xưa tôi bắn cây này anh em, bắn hơi bị cháy. Xong cái bắt đầu tôi mới có tiền nâng level 4, trong hôm bữa tôi vừa nâng level 6 xong. Quá uy tín. Cây súng sạc với cả cây cho gun. Tổ mấy nay tôi bị hiền bắn cho gun anh em ạ. Bắn cho gun má đỉnh vãi cả trưởng luôn anh em. Súng sạc này thì hôm bữa tôi mở hòm anh em ạ. Mở hòm 150 lucky đấy. Còn cái cây á đấp này hôm bữa được Gaina cho anh em ạ. Còn tôi ít bắn súng tỉa lắm anh em, cho nên tôi cũng không có đầu tư gì súng tỉa. Mấy khẩu này toàn là mấy khẩu bất đắc dĩ tôi phải có đây anh em. Ngoại quá cái trưởng thì đấy chứ. Còn K98 này, M82B bóng trời tối. Còn 3 ngày à, thôi cầm cây kia luôn, đỡ phải thay anh em ạ. Cầm cái cây 3 vĩnh viễn luôn, đỡ phải thay. Mệt, súng lục thì hình như hôm bữa tôi có cây DE súng lục đấy. Một sát thương, một tốc độ bắn hình như trong vòng quay súng anh em. Mà bây giờ mất 3 vòng quay súng rồi. Còn cái khẩu này trong vòng quay kim cương này anh em, không có vòng quay súng nó lại ra vòng quay kim cương, mẹ ảo thật ý. Gaina có vẻ hết thứ để làm nữa sao ấy. Còn mấy cái cận chiến này, trời ơi, toàn mấy cái cận chiến đẳng cấp. Tôi có quả chuối, trời ơi, bần năn nè. 5 đấm thì tôi có 3 năm đấm nha anh em. 4 năm đấm nhá, 4 năm đấm. Còn bông keo, trời ơi, 23 quả bông keo. Bây giờ biết xài quả bông keo nào bây giờ anh em. Thôi kệ đi, bông keo chỉ là vật ngoại thân thôi mà, quan tâm làm gì anh em. Cũng chỉ là đặt ra thôi, đúng không? Còn về, à tôi có cái này này, anh em có không? Trời ơi, sao mà anh em có được? Anh em chơi game thời đầu mới biết cái khẩu này. Còn anh em mới chơi game gần đây sao mà biết được cái nổ thần được hả anh em? Đấy, còn phóng lợn thì chắc là thôi, cầm 2 băng đạn nhỉ. Chơi 2 băng đạn cho nó sướng. Mà cái khẩu này nó hay bị lỗi đam anh em ạ, mẹ cay vãi cả trưởng luôn ấy. Còn còn cái M60 này anh em có không? Anh em có cái M60 không? À đâu? Cái cây này người ta gọi là cái gì ta? 6 nòng. Đúng rồi, anh em làm sao mà có được cái skin 6 nòng? Skin súng của tôi thì cũng chỉ nhiêu đó thôi anh em ạ. Như đủ xài, không nhiều không ít anh em. Anh em nào giống tôi không? Chỉ cần đủ xài là được, bởi vì ạc game mình vào đây chơi vui là chính. Tiền thì hồi xưa tôi nạp quá trời luôn. Còn bây giờ nhân vật thì full anh em ạ, không thiếu nhân vật nào hết. Ok chưa? Còn con bét thì hình như là tôi thiếu mấy con bét ta. Hình như là tôi thiếu 7 con. Ạc của tôi thì cũng chỉ được nhiêu đó thôi anh em ạ. Anh em nào thấy video này hay, hoặc là anh em muốn tôi đột nhập ạc của ai thì anh em bình luận xuống dưới đây nha. Video sau tôi sẽ review ạc của người đó. Còn bây giờ video cũng đã khá dài rồi, tôi bye bye anh em nha. Anh em đừng quên cho tôi xin một like và một lượt đăng ký để cho tôi sớm đạt 10k follow sớm nhất nha.